Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Hồi sức COVID-19 tỉnh Tiền Giang là tầng cao nhất trong điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng tại tỉnh Tiền Giang, được xây dựng đưa vào phục vụ từ ngày 29 tháng 7. Đến nay, trung tâm đã và đang điều trị cho 320 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nguy cấp, trong đó đã có 9 bệnh nhân xuất viện, 76 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, được hạ tầng điều trị và 2 bệnh nhân trở về âm tính, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang để điều trị bệnh nền. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh sau đây để có góc nhìn cận cảnh qua từng khâu chuyên môn mà đội ngũ y bác sĩ đã và đang dốc tâm sức chăm sóc cho các bệnh nhân nơi đây. Tí nữa thì bệnh nhân này cũng sẽ được lọc máu. Bệnh nhân này thì nó sẽ chọn một cái đường truyền để lọc máu giống như bệnh nhân ở bên cạnh này. Có cái truyền này nhá. Đây là bệnh nhân có thai, 28 tuần, vào viện vì suy hấp, đã xử lý bằng cách là hội chẩn mổ lấy thai. Sau khi mổ lấy thai thì bệnh nhân mẹ được đưa trở về trung tâm hồi sức để tiếp tục cấp cứu, còn con thì sẽ đưa sang bệnh viện nhi bên để họ chăm sóc. Con nặng 1,6 cân, con thì khỏe. Thế hiện nay thì bệnh nhân tỉnh nhưng mà đang phải thở không xâm nhập, thở qua một cái mặt nạ. Trước là em có bầu 27 tuần nhỉ? 34 tuần là tiền đúng không? Đấy, có bầu 34 tuần. Thế, và đây cũng vì khó thở, suy hô hấp. Ở đây là anh cũng phải hội chẩn với cả bên sản khoa. Quyết định là lấy cho bé ra trước, xong rồi đưa mẹ sang bên này để điều trị với suy hô hấp. Cháu bé sinh ra 2,5 cân nhỉ? Đấy, rất là khỏe mạnh. Cháu bé đã ra viện chưa? Chiều nay ra viện hả? Đấy. Ca này là ca đầu tiên mà có bầu nhiễm Covid. Sau đấy thì được mổ đẻ, lấy thai ra sớm trước cái kỳ hạn để là điều trị khỏe cả hai mẹ con. Vô thì em rất khó thở, em không biết gì nữa chứ, chỉ biết nằm thôi. Dạ hôm nay em thể em tốt mình thường hết trơn rồi, cũng rất mỏ đòi làm hết trơn rồi, khỏe rồi. Em nhớ con lắm. Tại lúc chưa gặp được người nào hết trơn, đang nôn về gặp nó, gửi lại hai mấy bác sĩ lên giúp mình trong cái lúc mà mình nguy cơ vậy. Cũng không có cái rõ bác sĩ đã là mẹ con em là giờ có thể là chết nữa, không có sống nổi. Bây giờ ở đây rất là thành thật biết ơn, không biết chừng nào có gì mà để đền ơn cái con á, thiệt tình mà nói á, khóc luôn á. Tụi con lo từng miếng từng chút cho cái gì quý dữ lắm, công ơn tụi con lớn lắm. Chúc tụi con ha, tất cả trong gia đình tất cả được bình an hạnh phúc, bản thân tụi con là suốt cuộc đời được hạnh phúc, vợ con tụi con được thành đạt trọn vẹn hết. Tại vì công đức tụi con quá lớn. Tiền của không bằng. Cảm ơn các cô các bác. Hôm nay là có anh phóng viên ở đài truyền hình Tiền Giang. Nhân dịp em ra viện nhé, bọn anh mời các anh đi đến. Đấy, đây là bệnh nhân cũng được vào viện vì khó thở, suy hấp. Thế cũng được đặt ống rồi thở máy. Sau đấy đã được đưa ống rồi nhưng mà suy hấp trở lại. Qua phải đặt ống lần thứ hai. Thế rồi giờ rút ống cai máy, hôm nay cũng được ra viện. Đây là ca này kỳ tích này. Đấy, anh sống được ống được kỳ tích này. Bổ sung lại là bệnh nhân này em đã được ép tim 4 lần rồi, đã ngừng tim rồi. Nay nó một năm về nhà nhớ chồng nhớ con lắm. Rất là may, rất là may. Nhưng lúc đó là đang mệt, thì vô tay chân bủng rủng mà là lúc đó là rồi, anh nhớ khỏe mà mừng lắm, được về chết đi sống lại mừng lắm.
phải kỹ lưỡng lắm, tận tình đi lắm. Nói chung là ai cũng tận tình hết á. Nhưng mà có mấy anh ở đây là, mấy anh với chị đây là không sống nổi rồi. Tạm biệt mấy anh nha. Trái đất tôi yêu màu xanh, yêu màu xanh, xoay vòng quanh mặt trời, tôi biết xe đi thật nhanh. Trong tình yêu, tinh thần luôn dạng người áo trắng xin mạnh mẽ lên. Kiên cường thêm, qua hàng đêm vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin. Lên đôi vai suốt bao ngày. Nào mình cùng chị khỏe và cố gắng ăn uống đồ bổ, bạn lấy lại sức khỏe của mình để tiếp tục làm việc. Cảm ơn. Rồi đây là giấy xuất viện của Châu ha. Rồi chúc em luôn luôn khỏe. Cảm ơn các bác, các chú bác sĩ ở đây đã hỗ trợ cho con hết bệnh, hay là được ra viện. Rồi rồi chị về khỏe ha. Giờ thực hiện tốt 5K. Mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày. Nào mình cùng đón dân kính thưa quý vị và các bạn, qua đoạn hình ảnh trên không chỉ soi thấu cái tâm của người thầy thuốc, mà đây sẽ còn là câu chuyện cảm động, không chỉ tô thắm truyền thống y đức, là chất liệu dệt nên những hình tượng đẹp về người chiến sĩ ngành y bằng thơ ca, nhạc họa.